Vâng, chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Blog Hoa Tiêu. Blog Hoa Tiêu có một chuyến đi Đà Lạt nhé cô chú anh chị và các bạn. Bây giờ thì Blog Hoa Tiêu đang ở Miếu Ba Cô, Đèo Bảo Lộc. Bây giờ Ốc Tiêu với bạn của Ốc Tiêu sẽ đi tiếp nhé cô chú anh chị và các bạn. Mà buổi tối thì không có nhìn thấy cỏ cho nên Ốc Tiêu chỉ lo đi thôi. Sáng mai Ốc Tiêu sẽ quay cảnh ở Đà Lạt, Đèo Ren cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Mến chúc cô chú anh chị có một ngày mới an lành, hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình. Vâng, không khí nó em chạy hết tất cả những đèo tự nhiên cô chú anh chị và các bạn cũng nhìn thấy ở thành phố Bảo Lộc. Đây là phố Bảo Lộc nhé. Ở phố Bảo Lộc thì trang trí hai bên đường rất là đẹp luôn cô chú anh chị và các bạn. Nhiều qua nhỏ quỳ các bạn cũng có thể nhìn thấy.